với Bắc Bộ nằm trong vùng tác động của không khí lạnh, đêm trời rét với mức nhiệt hầu khắp khu vực đều thấp dưới ngưỡng 15 độ. Ban ngày trời nhiều mây, hửng nắng nhẹ về chiều nên nền nhiệt cao nhất ngày mai ở phía Đông Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 19 đến 21 độ, khu Tây Bắc cao hơn. Đêm nay tương tác giữa không khí lạnh và gió độ ẩm vẫn sẽ tiếp tục gây mưa diện rộng suốt một dọc từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, hầu khắp các tỉnh Tây Nguyên cũng như là khu vực phía Đông của Nam Bộ, cùng với nguy cơ về sạt lở, lũ quét và ngập úng ở mức cao. Phải sang ngày mai mưa ở các khu vực này mới giảm dần. Dự báo lượng mưa trong đêm nay ở các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận vẫn ở mức cao. Còn ở khu vực phía Đông của Tây Nguyên và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, lượng mưa nhỏ hơn. Sang ngày mai khi gió đông và không khí lạnh đồng loạt yếu đi, mưa hầu khắp các tỉnh thành Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ sẽ giảm nhanh, chỉ còn những cơn mưa vừa. Còn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ là những cơn mưa gián đoạn, nên nhiệt trong ngày mai vẫn thấp. Khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét kéo dài với mức nhiệt cao nhất ngày chỉ từ 18 đến 21 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Phú Yên nhiệt độ cũng chỉ từ 22 đến 25 độ. Khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận nhiệt độ nhỉnh hơn từ 26 đến 28 độ. Tương tự thì ở Tây Nguyên dù mưa có giảm về cường độ nhưng mà do trời nhiều mây nên nhiệt độ không cao, dao động từ 22 đến 25 độ. Còn với các tỉnh thành Nam Bộ mức nhiệt cao nhất trong ngày mai là 27 đến 30 độ. Trên biển khu vực Bắc giữa và Nam của Biển Đông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều duy trì gió đông bắc mạnh gây sóng cao từ 3 cho tới 4 mét, biển động mạnh. Ngoài ra nhiều vùng biển đang duy trì mưa rào và dông đi kèm với nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh, cần lưu ý để đảm bảo an toàn.